Chiều nay lên áo bà ba tiếp tục cho cả nhà mình nha cả nhà. Em đang mặc là áo bà ba nha. Áo bà ba là 90 ngàn một áo. Quần ống rộng màu em đang mặc là 70 nghìn một quần. Cái chị có áo rồi thì cái chị có quần rồi thì cái chị lấy áo không cũng được nha cả nhà. Hoặc là chị nào muốn mặc chiếc quần đen đó thì cái chị chốt chiếc quần đen ha. Em đang mặc là quần ống rộng nha các chị. Quần màu giá nó là 70, còn quần đen là giá là 75 giúp em. Chị mới nhận đồ rồi, đẹp quá em. Em cảm ơn chị Châu Phạm rất là nhiều ạ. Cảm ơn chị nhiều nha. Đồ bà ba nha cả nhà ơi. Có bà ba bộ màu không chị? Dạ có chị Kim Cương. Bà ba bộ màu chị cần size số mấy? Nhưng mà em còn đứng ít à. Cái bộ đó em đang sale với chị. Cái đó em đang sale 110 ngàn bộ đó chị Kim Cương. Sao chị đặt tới giờ chưa giao? Chị Linh chưa có đơn bên em nha chị Linh này. Chưa có số alo luôn nha chị ơi. Size số 3 hình như em hot hay gì gặp chị Hương qua coi em chị. Chị Ngọc. Dạ đúng rồi, chế Ngọc Bích. Đơn số 4243 là số bên em đó. Chị Linh chốt ở bên em chưa có thành công nha chị Linh này. Chưa có đơn nha chị. Trong cục mẫu có bộ màu số 3 không? Áo đang bận là 90. Em chào chị Hương Quê, em chào chị Ngọc Mỹ nha. Áo em đang mặc là 90 ngàn một áo. Quần em đang mặc là 70 ngàn một quần các chị. Các chị mua từ 2 áo trở lên các chị đẹp nhà em sẽ được miễn ship nha cả nhà ơi. Áo là chất phun lỗ, quần là phun lai dông giúp em. Không, bà ba màu 70kg em có đó chị Nam Hà Tây Ninh. Lấy bộ quần với áo luôn 68kg. Lấy bộ quần với áo em đang mặc luôn size 68kg cho chị Su Bé nè. Chị Su Bé ơi, chị 68kg chị cao bao nhiêu ạ? Chị cho em xin thêm cái chiều cao và kèm theo số alo giùm em đi chị. Lên kèm theo giùm em cái chiều cao và kèm theo số alo ha. Để em coi form quần với form áo chị mặc sao để em tư vấn cho chị. Là chị lấy cái màu quần giống như màu quần em đang mặc luôn đúng không? Chị em đang bận là tím môn nha mấy chị ơi. Chị em đang bận là tím môn nha. Mã đồ là tím môn nha mấy chị, tím môn nha. Chị lấy cái màu quần như em đang mặc luôn đúng không chị? Nguyễn Hằng 1m60 xanh 8kg. Chị Su Bé là mặc size số 5 nè, ok. Size 5 nha chị. Vậy là nguyên bộ, ai cần kèm số đi chị ơi. Tím môn nè. Chị Nguyễn Hằng mặc size số 5 luôn chị Nguyễn Hằng ơi. Chị Su Bé ơi, ai cần kèm số alo giúp em chị Nguyễn Hằng mặc size số 5 nha. Đơn của chị Ngọc Bích, đơn của chị Ngọc Bích là chị Ngọc Bích xài mạng gì vậy? 082 là mạng gì chị? Việt Nam. Ủa vậy? Vina. Em coi thử coi đơn ở bên chị đẹp có đơn của chị Ngọc Bích không quen. Đơn qua gọi không nghe máy. 1m7 61kg là mặt xe số 3. Nhưng mà đó chị. Lấy đi. Ai cầm kèm số mấy cái đơn nha mấy chị. Ai cầm kèm số mấy cái đơn nha mấy chị ơi. Dạ. Ok. 1m55 70kg chị mặc size số 5 nha chị Nam Hà Tây Ninh ơi. Áo 90 quần là 70. Số bé chưa có số à. Rồi đơn của chị Ngọc Bích đó là gọi 5 cuộc không có nghe rồi, máy. Đơn em xả rồi. Đơn xả rồi nha chị Ngọc Bích ơi. Hôm qua gọi 5-6 cuộc luôn chị không có nghe máy. Nên là đơn em xả luôn rồi chị. Em cầm kẹt số chị Su Bé thôi. Chị chưa có số chị nha. Chị 1985 chị mặc xe số 24 nha. Chị mặc xe số 4. Dạ đơn em xả ngày hôm qua luôn rồi chị. Dạ, chị mất chị đấy. Đặt lại nha. Áo bà ba mã tím, chị gọn người không chị BT? Chị BT gọn người không? Gọn người á thì em lấy cho chị xe số 5. Nếu mà em 92 đổ lại thì lấy xe số 5. Còn em trên 92 tròn người hoặc lớn tuổi thì em lấy lên cho chị xe 6. Tại em thấy chị cao tới mấy 62 nè. À, chị Trúc Mai mặc xe số 4, chị Trúc Mai. Hôm nay chốt đơn gửi chị cho chị. Dạ ok chứ Ngọc Tiền. Hôm nay em chốt đơn em gửi cho Trúc Bé có rồi mà sao không?
lên bị ẩn bình luận rồi. Chị follow em chưa? Nhớ follow em đi chị. Follow xong rồi á là phải thả tim lên để thôi nó bị ẩn đó. Thả tim follow với chị ơi, chị nào ẩn còn nếu không á, còn nếu không á thì follow nhắn tin qua giùm em đi chế. Áo em đang mặc cái chị lên giúp em là màu tím môn á chị. Em chào chị đại sư tỷ, em chào chị đẹp. Em đang mặc màu này là màu tím môn. Em đang mặc like cho mấy chị là áo lẻ quần lẻ nha. Em đang like cho cái chị là áo lẻ quần lẻ. Dạ chị Ngọc Bích đặt lại đi chị ơi, đặt lại rồi nha. Màu này là màu tím môn, cái chị lên giúp em màu tím môn. Rồi thấy rồi nè chế su bé. Ok em thấy à. Alo của chế rồi đó. Áo 90 quần 70 nha mấy chị ơi. Màu này lên giúp em là màu tím. Em đang mặc là tím môn. Còn cái này là lên giúp em là màu tím nha. Lên với em là màu tím. Màu tím này á, thì em có quần màu tím Huế cho mấy chị luôn à. Quần màu tím Huế hình như em còn có 1-2 cái rồi mấy chứ. Quần màu tím Huế hình như em còn được có size số 5. Số 1 với số 5 mà. Số 5 là dành cho mấy chị số 6. Còn không thì mấy chị mặc với quần đen giúp em ha. Còn không thì mấy chị mặc với quần đen giúp em. Hoặc là quần màu tím mực. Nè, mặc với cái quần màu tím mực mấy chị. Mặc với tím mực đi, tím mực em còn size nè. Tím mực em còn size nè, tím mực cái chị mặc nó sẽ tươi hơn, nó sẽ đẹp. Rồi lên giúp em. Thấy áo lên như chị. Cho chị cái màu hồng đào. Em mặc là tím môn nha cả nhà, em mặc là tím môn nha. 90 ngàn một áo nha mấy chị, 67kg có không em? Dạ 90 ngàn 67kg cho em chiều cao mấy chị. Cho em cái chiều cao đi rồi em tư vấn size cho chứ đẹp. Dạ áo là 90, quần là 70 nha mấy chị. Áo là 90, quần là 70 nha. Màu tím. Cái quần màu đó à, màu tím 1. Màu xanh. Rồi đẹp. Cái quần ngay chân chị á chị. Chị Ngọc Bích ơi, chị đặt cái mã đồ chưa có hiểu thì chế ơi, chế đặt màu tím chị mặc tới số mấy chị ơi? Chị Ngọc Bích lên giùm em cái mã đồ đi chị, một tím với một xanh đẹp là sao chị? Một cái mã đẹp đúng không? Mã đẹp thì chị ghi chữ đẹp không thôi, đừng có ghi thêm cái chữ xanh vô giùm em. Đúng ghi. Rồi. Chị ghi mã là em biết rồi. Chị lấy một cái tím với một cái mã đẹp đúng không? Chị Hương thấy cái quần đó lại giùm em, chị Hương để em mặc chị Hương. Ở trên nó còn nữa đó chị, coi nó sơ mấy nè. Không phải. Đó. Để xuống để chị biết. Né 63, 67kg gọn người không? Chị Giang Nguyễn là mặc size 5 giúp em nha chế ơi. Mặc size 5 giúp em. Này nó còn size ngắn chứ 2, 3, 4 63-67kg mặc size số 5 giúp em đi chị. Còn nếu mà eo 85-86 đổ lại thì mặc size eo 85-86 đổ lại thì chị mặc size số 4, còn không thì lên size số 5 giúp em nha. Ok đẹp 5 với tím 5 chốt cho chị Ngọc Bích. Dạ rồi ạ. Hôm nay có đơn nhớ để ý alo giùm em nha chị. 90 ngàn một áo nha chị, 90 nha. Rồi em đang mặc mã này, cái chị lên giúp giùm em là mã hồng đào. Xinh quá mấy chị lên ơi. Lên với em cái này là hồng đào, cái chị hồng đào. Hồng đào, đào các chị có thể mặc với quần màu màu cam, màu hồng gì ta? Hồng cam hả? Ờ nó giống như mà hồng cam hoặc là cái chị mặc với quần đen cũng được nha. Bây giờ em lên cho mấy chị quần đen trước đi mấy chị nha. Quần đen đi cho nó dễ, còn mấy chị muốn phối với quần màu thì em phối cho. Nếu coi dễ thì để chị số 4. Có coi giãn mưng nhưng mà nó coi giãn ít chị ơi. Chị biết cái eo thì chị cho cái eo đi. Rồi em lấy cho nó dễ. Chị biết cái eo, chị lên cái eo giùm em đi, em lấy cho nó dễ hơn nha. Còn giải là nó có coi giãn rồi đó, nhưng mà nó coi giãn ít hay là coi giãn nhiều thôi nha. Chốt này là coi giãn. Nhưng mà coi giãn là cái chốt vải nó đanh hơn là cái chốt vải thun màu. Cái giải là có coi giãn nha. Xuống lai mới điện cho cái Ngọc Bách ơi. Xuống lai mới gọi cho chị, bây giờ không có gọi liền được nha chị. Chị đi làm hay sao chị? Eo 86 kích ngực bao nhiêu chị Giang Nguyễn? Kích ngực bao nhiêu chị biết kích ngực không? 1m63, 59, 60kg, size 3 chị tôi là tôi
mà size 3 ha. Rồi áo bà ba đi mấy chị. Ôi, cái mã tím mấy chị ơi. Lên với em mã tím đi ha. Mã tím hồi nãy em đầu tiên em lên đó là tím môn, còn cái mã em đang mặc là mã tím. Tím em còn được từ size 1 đến size 6. Các chị đẹp chốt em mã tím. 90.000 một áo, quần em đang mặc là 75.000 một quần. Các chị mua từ 2 áo trở lên là được miễn ship, còn một áo một quần là phí ship 25.000. Để nhà mình nha. Tím 15 cho bé gạo. Bé gạo có đơn à. Lên với em mà này là màu xanh mạ, lên với em mã xanh mạ nha cả nhà ơi, xanh mạ. Xanh mạ em còn từ size 2 đến size 6. Lên với em mã bông trắng, chị thảy cái đó xuống chung luôn đi chị. Em đã bắt nó vô chung rồi là chị cứ thảy xuống đây chung với cái lô này nè. Tiếp size 3 em chốt cho chị Thi Nguyễn. Còn dạ, cái Thi Nguyễn. Rồi lên với em mã này là mã bông trắng cả nhà ơi. Lên với em mã bông trắng. Chốt em mã bông trắng thì cả nhà, bông trắng cái lô bà ba này đẹp nha mấy chị. Lô này em mới về đó, đẹp. Lên với em mã này là mã ngọc. Lên với em mã này là mã ngọc như cả nhà. Chốt em mã ngọc nha, ngọc kèm size giúp em. Chị Ngọc bất mặt size số 5 nha chị ơi. Quần chị Thi Nguyễn là khách cũ hả? Rồi chị Thi Nguyễn là em để cộng quần luôn. Dạ, có ghi được. Ừ, em cộng quần đi. Cái máy là không không, chỉ là lấy quần đen chị. Lấy quần đen. Lên với em mã này là mã da. Cái da này đẹp lắm luôn á cả nhà ơi. Lên với em mã này là mã da nha. Da kèm size giúp em, lên với em mã da. Mấy chị đang xem nhé, mã tim. Rồi cái này cả nhà mình chốt giúp giùm em là mã sơn thủy. Lên với em mã sơn thủy. Sơn thủy lấy một cái tím môn. Một cái bông cá là cái gì ta, chị miền Tây quê. Bông cam á, bông cam. Bông cam hả? Bông cam đó chị. Không, nãy giờ em chưa lên mã cam mà. Chị miền Tây quê tôi, lên giúp em cân nặng và chiều cao đi chị. Em tư vấn size rồi chốt lại nha. Lên giúp em cân nặng chiều cao trước đi ạ. Rồi lên giúp giùm em mã này. Lên giúp em không, áo bông thun lỗ này không có bông sen chị. Chị muốn mua bông sen thì chị mua hàng in 4D nó mới có bông sen. Lên giúp em mã này nha cả nhà, mã này lên giúp em là mã lập thể hồng. Chốt em lập thể hồng. 1m68 thì em chỉ nhận áo thôi nha chị, cao lãnh quê tôi thôi. Chị mặc size số 5 nha. Chị mặc size số 5. Nhưng mà em chỉ nhận áo cho chị thôi, còn quần là em không có nhận đơn. Tại quần chị mặc nó bị ngắn. Chị cao tới 1m68 rồi. Lên với em màu này là màu dưa cải đi với chị. Lên với em màu dưa cải. Chị Nguyễn Khanh ơi, chị vui lòng lên giúp em cân nặng và chiều cao. Chị chốt một quần không là em không có nhận đơn nha. Đơn á, ví dụ một áo thì em đi đơn, còn quần là em không có nhận đơn. Một quần là em không có nhận đơn. Đi đơn thì đi từ hai quần trở lên. Còn ví dụ như mấy chị muốn chốt, mấy chị có áo rồi thì mấy chị nói với mẹ bạn lấy quần cởi kèm theo. Một áo một quần thì em đi đơn được. Còn mua chốt một cái quần không là em không có mua. Thì bây giờ chị mua áo đi, rồi khi nào mà chị có áo rồi thì chị nói với mấy bạn chốt đơn lấy quần cho. Đâu có cần chốt quần trước. Lên giúp giùm em mã này là mã đẹp nha. Lên giúp giùm em mã đẹp. Vui lòng lên giúp em cân nặng và chiều cao trước nha cả nhà ơi, để em tư vấn size cho dễ lấy hàng nha. Mã đồ bên trên. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã xanh lá ạ. Ủa cái xanh lá này nó đẹp nè cả nhà. Lên với em xanh lá đi cả nhà, xanh lá. Rồi chốt giúp giùm em mã này là mã tím môn. Lên với em tím môn nha cả nhà, tím môn. Chị em đang đọc là cái mã đồ. Lên với em khách mới, cái chị vui lòng lên giúp em cân nặng và chiều cao đi cả nhà ơi. Em tư vấn size cho nó nhanh nha. 90.000 một áo thôi, chất liệu vải là thun lỗ. Cái áo cam này đẹp quá chừng. Lên với em mã cam đi cả nhà, chốt em mã cam. Rồi cái này cả nhà mình lên giúp giùm em là mã hồng đào. Mã hồng đào. Lên với em hồng đào nha, hồng đào. 1m6, 62kg, em 85. Rồi size số 4 nha chị Nguyễn Khanh lên. Chị mặc size số 4 vừa. Em là 1m58, em với chị em nặng 50kg. Em tầm khoảng 65, em đang mặc size số 1 á. Ok, hồng đào 1m5 cho bé gạo. Bé gạo okay, bé có đơn ạ. Em chào chị Hương quê nha. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã tím nha mấy chị ơi. Tím em còn 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi cả nhà mình lên giúp em cái này là mã hồng đào. Hồng đào. Lên với em hồng đào xong cái này em sẽ lên đồ kiểu cho các chị nha. Lên đồ kiểu. Rồi lên với em hồng đào. Hồng đào. Hồng đào kèm size giúp em luôn các chị. Hồng đào kèm size giúp em. Một cái tím. Ông chị miền Tây quê tôi, vui lòng lên giúp em cân nặng và chiều cao kèm theo số alo đi chị. Hồng đào 3-4 em chốt cho chị Hương quê. Dạ rồi. Cái chị ơi, cái chị chịu khó lên giúp em cân nặng và chiều cao đi. Khách mới em năn nỉ luôn đó. Hồng đào. Tại vì á là cái form đồ ở bên nhà em nhiều khi nó khác với form đồ của những shop khác thì cái chị thông cảm giúp em nha. Hồng đào 2 em chốt cho chị La Lành.
để cái chị chốt xong rồi về mặt không vừa, mất công đổi tới đổi luôn, mất công tốn tiền ship của mấy chị chứ không có gì trơn á. Nên là mình mua hàng mình cho giúp em cân nặng và chiều cao đi, rồi xong rồi mình lên số alo nha. Rồi chốt giúp giùm em màu này nha các chị ơi, màu này lên giúp em là màu hồng đào. Thứ nhất là cái form nó khác, chất liệu vải nó cũng khác nữa mấy chị, tùy theo chất liệu vải nữa nha. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã cam nha cả nhà ơi, lên giúp em mã cam, cam kèm size giúp em luôn các chị, lên giúp em mã cam à. Lên với em mã cam 90.000 một áo, quần em đang mặc là 75.000. Hai áo trở lên thì các chị sẽ được miễn ship. Rồi lên giúp giùm em mã này nha cả nhà. Chốt em 3 cam, cam quá đẹp luôn mấy chị. Màu cam ở ngoài nhìn xuất sắc luôn nha mấy chị ơi. Em quá là 1m58 nha, em nặng 50kg. Chị miền Tây quê tôi ơi, chị có thể cho em cân nặng chiều cao được không? Em có từ size 1 đến size số 6. Nhưng mà mấy chị đừng có lấy cái size của shop khác, hoặc là những cái size ngoài chợ mấy chị đem qua mấy chị chốt ở bên shop em. Mấy chị vui lòng mấy chị cho giúp em cân nặng và chiều cao đi, rồi em tư vấn size rồi mình chốt nha. Còn size thì em có rồi đó chị, 1, 2, 3, 4, 5, 6 em đều có đủ. Mua hàng thì cho giùm em cân nặng và chiều cao để em tư vấn size trước, rồi sau đó mình sẽ chọn nha. Xanh lá với tím môn cho chị xem. Rồi chị bây giờ em mặc lại từng cái này, chị tôi là tôi. Chị em đang bận làm áo. Rồi lên giúp giùm em mã này nha cả nhà, lên giúp giùm em là mã cam ạ. Cam em còn 1 2 3 4 5 6, lên giúp giùm em là mã cam. Áo bà ba là chất liệu vải là thun lỗ. Rồi chốt giúp em mã này nha mấy chị, chất liệu vải thun, nút là nút giả giúp em nha. Hàng, hàng chui đầu nên là các chị đẹp nha, em xem kỹ đi rồi mình chốt nha. Cam đẹp lắm luôn á chứ Tiền Nguyễn. Chứ Tiền Nguyễn hình như hôm qua có lấy cam rồi đúng không? Mình mua hàng mình chịu khó mình coi giùm em đi nha chị Ngọc Bích ơi, hết mẫu này thì em sẽ lên mẫu khác. Rồi chốt giúp giùm em mã này nha, các chị lên giúp em là tím môn nha. Tím môn. Tím môn kèm size giúp giùm em nha cả nhà. Tím môn. Size 1 là tầm khoảng 50 51kg đổ lại mặt dừa tùy theo chiều cao. Size 2 là cho các chị đẹp nhà em tầm khoảng 52kg đến 55-56kg. Chị ơi vui lòng cho giùm em cái cân nặng và cái chiều cao. Em nhắc đi nhắc lại là cái cân nặng và cái chiều cao mà. Còn mấy chị có thể tự cân được size thì ok, mấy chị chốt size nào em chốt cho mấy chị cái đó, lên giùm em số alo đi. Về ví dụ như mấy chị mua mà về mấy chị mặc thử đi, vừa thì thôi, còn không vừa thì đổi nha. Không vừa thì ví dụ bị chọc bởi gì thì mấy chị đổi lại. Còn mua hàng thì vui lòng cho giùm em cân nặng chiều cao đi mấy chị, cái đó là cái cần thiết. Trời ơi, đã người ta là shop, người ta xin rồi mà mình không có cho, mình cứ cho cái gì đâu không ạ. Áo em đang mặc là màu họ màu gọi màu này em gọi nó là màu tím môn chị, chứ không phải là màu hồng quốc. Áo cầm kèm số chị miền Tây qua tôi nha. Coi hoài là hết đồ. Dạ đúng rồi chị Nguyễn, coi hoài là hết đồ. Lên với em màu tím môn nha. Tím môn em còn từ size 1 đến size 6. Cái giải của nó là giải thun mấy chị. Mình cho cái eo không, nó không có chính xác để lấy cái size. Nó phải kèm theo cái cân nặng và cái chiều cao nữa nha. Ví dụ chị cao 1m58, chị nặng 65kg nha. Chị eo của chị tầm khoảng 85. Ok, em cần ba cái dữ liệu đó, còn không thì mấy chị cho cân nặng chiều cao thôi, không biết chính xác eo thì gọi lên cũng được, nhưng mà phải có cân nặng và chiều cao. Còn mấy chị cho cái eo không làm sao thì không thể nào mà chính xác được hết trơn á. Ví dụ cái eo 82 là size 3 mặc cũng được, mà size 4 mặc cũng được luôn. Rồi bây giờ biết lấy cho chị cái size nào. Chị Hà Nguyễn em trả lời chị rồi đó chị, em nói là em có cái màu tím môn chứ em không có màu hồng rút. Em trả lời chị rồi nha, nhưng mà tại chị không nghe chứ không phải là em không trả lời. Hồng đào size số 2 em chốt cho chị Nhi Huỳnh. Rồi cái đơn của chị miền Tây tôi gì đó em bút bill đi. Xanh mạ em còn size số 5 đó chị Nhung Phan. Xanh mạ em còn size 5.
mà nãy giờ em không có thấy chị cho cân nặng chiều cao ở bên em, chị miền Tây mê tung. Chị là khách mới lần đầu tiên vô shop em mua, vẫn chưa thấy cân nặng và chiều cao. Chưa có lên giúp giùm em mã này nha. Chị mua ở shop nào á 50 cái chứ không phải là shop em. Rồi lên giúp em mã xanh lá đi mấy chị. Giúp em xanh lá nha. Xanh lá em đang mặc là còn 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lên giúp em ạ. Chất liệu vải là thun lỗ nha cả nhà ơi. Chất liệu vải là thun lỗ ạ. 90.000 một áo. Rồi lên giúp giùm em mã em đang mặc là mã xanh lá. Giúp em mã xanh lá. Mấy chị cho đúng thì em chốt, còn nếu mà không thì em sẽ không có chốt với chị. Rồi xanh lá 1 năm em chốt cho bé, xanh lá 1 năm cho bé gạo, xanh okay lá 3 4 cho chị Hương Quê. Okay bên đây cho cân nặng chiều cao bên đây. Ờ em xin cân nặng chiều cao, không có cho chị Tiền Nguyễn rồi lấy ở đâu á. Rồi mấy chị cứ so sánh giữa cái, nhiều khi do cái chất liệu vải nữa, lai dông á là lên nó đã khét rồi, thun lỗ nó khét rồi, nhiều khi cái thun 4D nó khác nữa. Xanh lá 4 em chốt cho chị Nguyễn Khanh. Chị Nguyễn Khanh ơi, A cộng kèm số alo giúp em đi chị Nguyễn Khanh. A cộng kèm số alo giúp em đi chị. Cam S 69 nặng 62kg mặc C3 chị Trần Giác. Nhưng mà em sẽ nhận áo cho chị thôi nha. Còn quần 1m69 là mặc nó sẽ bị ngắn đó chị. Quần về thì chị có thể là chị may giúp chị em ha, hoặc là chị có quần ở nhà sẵn rồi thì chị mặc giúp em. Áo thì chị mặc ok ha, áo thì nó 69 chị mặc được. Em thấy số alo của chị Nguyễn Khanh nè. Rồi em đang mặc mã này là mã đẹp đi cả nhà. Mã đẹp, đây em đứng gần cho cái chị xem cái họa tiết này. Đẹp. Lên giúp chị em mã em đang mặc là mã đẹp ha. Đẹp kèm size giúp em, chỉ có 90.000 một áo thôi. Chứ chị mua 2 áo được miễn ship. Rồi lên giúp em mã này là mã đẹp ha. Chị Linh Phượng 1m67 nặng 68kg mặc size số 4. Chị Linh Phượng ơi, mặc size số 4. Chị cũng em chỉ nhận áo thôi ha. Chị nào mà trên 1m65 thì em nhận áo thôi. Tại vì quần em sợ về nếu chị mặc ngắn ngắn mấy chị không chịu á. 1m65 đổ lại thì có thể là ok, nhưng 1m67, 1m66, 1m68 rồi, 1m67 rồi là nó sẽ bị ngắn. Một cái là 90.000, một áo là 90, còn quần em đang mặc là quần ống rộng nha. Ống rộng là ống ba mấy đổ lên đó mấy chị, ống 38, 39 đổ lên á. Tại vì bà ba là em thích mặc với quần ống rộng rộng tí xíu nên là em chỉ bán quần ống rộng thôi, em không có bán quần ống nhỏ. Nên chị nào thích mặc quần ống nhỏ thì ở nhà cái chị có quần đen nào đó thì cái chị phối vô giùm em. Hoặc quần màu cũng được, màu mà hợp hợp đó mấy chị phối vô quần của đồ bộ đó mấy chị. Còn bình thường em bán cho mấy chị là em bán quần ống rộng đấy nha. Rồi lên giúp em màu em đang mặc là màu dưa cải đi mấy chị. Quần ngày mai nói với mấy bạn chốt đơn lấy nha chị. Ngày mai nói với mấy bạn chốt đơn lấy cho chị Nguyễn Khanh. Mai mốt may quần luôn. Bà ba nguyên bộ em có mà chị. Có bà ba nguyên bộ luôn á chị. Bà ba chị muốn mua bà ba nguyên bộ bông mà nó giống áo chứ quần luôn, em vẫn có mà, nhưng mà nó là bông khác thôi. Còn cái này là em là may, cái này là em may áo lẻ. Tại vì nhiều cái chị có nhiều nhu cầu lắm, không phải chị nào cũng có nhu cầu mặc nguyên bộ nha. Nên là em may thì có mẫu này mẫu kia, khách thích cái nào phù hợp cái nào thì mình lấy cái đó. Rồi lên giúp giùm em mã này nha mấy chị. May quần cho người cao không có chị. Mấy chị lâu lâu mới có một chị có cái chiều cao như vậy thì mấy chị chịu khó, mấy chị đầu tư quần đi. May ra bán cho người cao không, là cái bán cho người cao đâu phải là người cao nào cũng có nhu cầu mua quần đâu. Áo 90 nha. Nên là mấy chị đẹp nha, em thông cảm. Ví dụ như quần thì mình chịu khó mình đầu tư 1-2 cái đi. Tại vì cái số lượng người cao nó ít lắm. À, còn những chị chiều cao trung bình 1m55 đến 1m6, 1m62 thì nó lại nhiều. Thì em chỉ may theo cái chung chung cái nào nhiều thì mình may thôi. Chứ lẽ giờ mình may cho 1-2 người rồi để có nhiêu đó bán cho 1-2 người đó, mà chị biết cắt một cái quần đâu phải là cắt cho 1-2 cái để bán. Cắt thì phải cắt số lượng nhiều nha. Dạ áo 90 nha mấy chị ơi, chất liệu vải chưa? Chất liệu vải là thun lỗ, 90.000 một áo. Quần là chất thun lai dông, 75.000 một quần. Lên giúp giùm em mã này nha mấy chị. Lên giúp em mã này là màu dưa cải nha. Lên giúp em màu dưa cải. Chị cao thì mấy chị chịu khó, mấy chị đầu tư 1-2 cái quần đi, mình để mình mặc. Lên giúp giùm em mã này là mã lập thể hồng. Lên giúp em lập thể hồng. Dưa cải 1 năm chốt cho bé gạo luôn ạ. Ok, bé gạo có đơn ạ. À. Dưa cải 5-6 cho chị Hương Quê. Ok ạ, à, Hương Quê. Chị Hương Quê với chị bé gạo chốt trùng trùng bột trùng không vậy ta? Chốt một lượt hả?
Một áo thì miễn ship 25.000 nha chị ơi, hai áo trở lên thì miễn ship nha. Chị Khánh An ơi, chị vui lòng chị lên giùm em cái size nha chị ơi. Hồi nãy em tư vấn cho chị là size nào, còn chưa biết size thì lên giúp em cân nặng và chiều cao để em tư vấn size. Lên giúp em mã em đang mặc là lập thể hồng đi cả nhà, lập thể hồng. Sống này em lên đồ bộ nha cả nhà ơi. Sống này em lên đồ bộ kiểu 65kg cao bao nhiêu cho chiều cao đi chứ, cân nặng chiều cao trên cùng một bình luận đi mấy chị. Cái chiều cao nó quan trọng lắm. Ví dụ như 62 chị cùng 65kg mà chị cao chị thấp mặc hai size khác nhau. Nên là chịu khó lên giùm em cân nặng và chiều cao giùm em luôn. Em đang bán áo lẻ, quần lẻ. Chị nào chưa có quần thì muốn lấy quần thì nói với mấy bạn chốt đơn lúc mà gọi đó. Còn trên like thì chốt áo trước. Chị Khánh An mặc size số 4 nha chị Khánh An ơi. 65kg. Dư cải 4. Dư cải 4 em chốt cho chị Khánh An. Dạ rồi ạ. Chị Khánh An A cộng kèm số alo giúp em đi chị. A cộng kèm số đi chị ơi. Dạ rồi ok chị. À, còn kèm số mới có đơn nha mấy chị đẹp em ơi. Chị Ngọc Anh mặc size số 2. Nếu mà kích ngực tầm khoảng 88 đổ lại ngực nhỏ thì lấy size số 2, còn ngực bự thì lên size 3 giùm em. Dạ chính rồi. Tập thể hồng size số 2 cho chị Nhi mình. 90.000 một áo nha mấy chị. Chị Khánh An nghe rõ chưa ạ? 90.000 một áo, hai áo trở lên được miễn ship, còn một áo một quần thì phí ship 25.000 trên đơn. Quần em đang mặc là chất phun lai dông, quần ống rộng là 75.000 một quần. Chị có nhu cầu lấy quần thì khi nào mấy bạn nhà em alo chốt đơn đó, nói mấy bạn lấy quần cho. Rồi bây giờ chị lên giúp em A cộng kèm số alo giùm em nha. Rồi lên giúp em mã này là mã sơn thủy đi các chị. Chốt em mã sơn thủy. Em đang mặc là mã sơn thủy. Hồi nãy chị chốt cái kia là màu dư cải, chị chưa có cho em số alo. Chưa có số alo. Rồi lên giúp giùm em mã em đang mặc là mã sơn thủy. Lên giúp giùm em mã đồ kèm theo cái size ở phía sau. Đừng chốt áo em đang mặc có mã đồ có size rồi lên giùm em. Chị Khánh An có thể nào lên giùm em cái số alo được không ạ? Lên có thấy đơn được không chị ơi? Dạ đang với Chí Nhi Quỳnh em đi đơn luôn khỏi rồi dạ. Ok Chí Nhi Quỳnh. Rồi mã này lên giúp em mã da đi mấy chị. Mã da rất là đẹp luôn. Lên với em mã này là mã da nha. Da kèm size với giùm em. Lên với em mã da. Quá đẹp luôn cả nhà ơi, cái da này đẹp quá. Lên giúp em là mã da nha cả nhà, da kèm size giống giùm em luôn, chốt em mã da. Sơn thủy size số 3 em chốt cho chị Hạt Nắng. Chị Hạt Nắng ơi, A cộng kèm số alo giúp em luôn chị Hạt Nắng. Chị Hạt Nắng A cộng kèm số alo giúp em luôn ha. Chị em đọc tên là mấy con cho mấy chị, còn không đọc là nó bị ẩn. Em thấy số alo của chị Hạt Nắng. Không đọc là bị ẩn nha mấy chị. Xanh mã xe số 5 cho chị Nhung Phan. Chị Nhung Phan ơi, A cộng kèm số alo giúp em đi chị Nhung Phan. Em là 1m58, em nặng 50kg mấy chị. Áo em đang mặc là em mặc xe số 1 không á. Cam và da xe số 3 cho chị Duy Tám. Chị 854 A. Chị 854 A cộng kèm số alo giúp em chị. Em thấy số alo của chị Khánh An, em cảm ơn chị. Chị Khánh An thêm một cái sơn thị 4. Chị 854 lên giùm em cân nặng chiều cao kèm theo số alo nha chứ đẹp ơi. Tại vì cái vải phun lỗ này nó có độ co giãn, nhưng mà cái độ co giãn của nó là theo cái kiểu co giãn mà nó đanh đó mấy chị. Nên là em phải hỏi kỹ với con nặng chiều cao cho các chị, để thôi là các chị về cái chị mặc nó sẽ bị chích đó. Em thấy số alo của chị 854. Em cảm ơn chị luôn. Rồi lên với em mã em đang mặc là mã ngọc đi cả nhà, mã ngọc ạ. Ngọc kèm size giúp em luôn các chị đẹp nhà em ơi. Em là 1m58, em nặng 50kg của chị. Em là tầm khoảng 65 á, bình thường em mặc 33 nó sẽ là size số 1 là form của em, size của em nha. Rồi 90.000 một áo. Quần là 75.000 một quần. Quần là chất phun lai dâm, quần ống rộng. Từ hai áo trở lên các chị đẹp nhà em sẽ được miễn ship luôn. Chị 584 gọn người mặc size số 3 nha chứ ơi. Mã da size số 4 cho chị Linh Phượng. Chị Linh Phượng ơi, A cộng kèm số alo giúp em chị Linh Phượng. A cộng kèm số alo giúp em nha chứ đẹp ơi. Em 81-82 đổ lại thì lấy xe số 3 nha chị. 854 còn trên đó thì lấy xe số 4 nha chị.
chị Thiên Hoàng là mặc size số 4 luôn, nhưng mà em nhận áo của chị thôi nha, chị Thiên Hoàng ơi, em không có nhận quần, quần chị mặc nó sẽ bị ngắn đó. Rồi lên giúp giùm em mã này nha cả nhà, mã này lên giúp giùm em là mã ngọc, lên với em mã ngọc, ngọc cũng đẹp nữa nè mấy chị, lên với em mã ngọc nha, ngọc kèm size với em luôn, chốt giúp em mã ngọc cả nhà ơi, mã ngọc. Rồi lên giúp giùm em là mã bông trắng, lên với em mã bông trắng nè cả nhà, bông trắng em còn từ size 2 đến size 6, lên với em mã bông trắng cả nhà, chốt giúp em mã bông trắng nha. Chị Nhung, chị Nhung là chưa thấy số alo. Chị Nhung Phan với Phan với chị Đinh Phượng là em chưa thấy số alo nha. Hai chị đẹp ơi, chưa có lên được số alo. Chị Trần Giác là thấy số alo nhưng mà chưa có thấy đơn hàng. Em cập nhật số alo của chị trước. Rồi hai chế đẹp này là vẫn có đơn mà vẫn chưa có thấy số alo nha. Rồi lên với em mã em đang mặc là mã bông trắng thì mấy chị, quá đẹp luôn. Bông trắng, bông trắng kèm size giúp em luôn các chị đẹp nhà em ơi, bông trắng. Em vẫn chưa thấy nha chị Linh Phượng ơi. Em vẫn chưa thấy số alo của chị A còn kèm số alo giúp em. Bông trắng 56 em chốt cho chị Hương Quê, Gia Ba em chốt cho chị Trần Giác. Nhớ follow thả tim lên cả nhà ơi, để đừng có bị ẩn bình luận. Lên giúp giùm em mã em đang mặc là mã bông trắng. Mặc size số 2 nha chị Hiu Sơ 98 rồi. Chị Hiu Sơ 98 là mặc size số 2. Bông trắng 3 cho chị Nguyễn Thi, bông trắng 2 cho chị Lê Linh. Chị Lê Linh lên giúp em cân nặng chiều cao kèm theo số alo. Dạ em vẫn chưa nhận được chế Nhung Phan rồi. Rồi em thấy số alo của chế Lê Linh rồi nè, cho cân nặng chiều cao và chốt trực tiếp giùm em nha chị ơi. Các chị nhớ follow chị nha mấy chị ơi. Chị Nhung Phan với chị Linh Phượng là em vẫn chưa thấy số alo nha. Mấy chị lên giống như chị Lê Linh vậy nè. Chị Lê Linh cho em cân nặng chiều cao luôn đi chị Lê Linh. Lên với em xanh mã đi cả nhà. Xanh mã em còn được 2, 3, 4, 5, 6. Xanh mã em còn được 2, 3, 4, 5, 6. Các chị đẹp chốt giúp em xanh mã nha. Xanh mã 2, 3, 4, 5, 6. 90.000 một áo chất thun lỗ, hai áo trở lên các chị đẹp nhà em sẽ được miễn ship. Mua thử hai áo đi mấy chị, về mặc đẹp mai mốt mình mua tiếp. Bà ba dễ mặc mặc. Mấy chị mặc mấy chị đi chợ giúp em đi. Đó, là ai cũng khen mấy chị trơn á. Xinh xinh. Xanh mã 6 em chốt cho chế Lâm Thúy. Ok chế Lâm Thúy. Chị cái xanh lá này đẹp. Để em mặc lại cái màu tím cho các chị xem nha. Cái màu tím này có chị nào chưa có, các chị vào sao nè. Rồi thấy số alo của chế Nhung Phan rồi đó. Chế Nhung Phan còn chế Linh Phượng chưa thấy. Nhận hàng rồi, đẹp lắm. Em cảm ơn chế Lâm Thúy à. Cảm ơn chế Lâm Thúy. Cái tím này đi mấy chị, cái tím này đẹp nè. Thấy cái cục đó lên cho chị luôn nha. Đây, quá đẹp luôn chị ơi. Dạ 90 một áo nha mấy chị ơi. Rồi lên giúp em mã này đi mấy chị. Mã này lên giúp giùm em nha. Lên giúp giùm em mã này là mã tím nha cả nhà ơi, tím. Tím em còn từ size 1 đến size 6, cái chị lên giúp em là mã tím nha, chất liệu vải nè mấy chị. Bông này là bông mới đó, em mới về, cái lô này em mới về ngày hôm qua. Rồi lên giúp em mã tím nha, tím. Tím kèm size giúp em luôn các chị đẹp nha, em ơi lên giúp em mã tím. Rồi mã này lên giúp giùm em là sơn thủy nha. Sơn thủy là còn từ 3 với 5 hợp kìa. Nhớ như còn 3 năm, 6 còn không? Sơn thủy em còn được 356, sơn thủy em còn được 356, 76kg cho em chiều cao đi chị An Dinh. 76kg cho em chiều cao đi chị đẹp. Để em tư vấn size cho em. 54kg cho em chiều cao đi chị Trang. Rồi sơn thủy em còn được 235. Sơn thủy 2356 luôn. Rồi sơn thủy còn được 2356 luôn cả nhà. Dạ vừa nha chị Linh Lê ơi. Chị gọn người không? Gọn
Chị Linh Lê eo tầm khoảng bao nhiêu chị Linh Lê? Eo tầm khoảng 75, 76 đổ lại thì lấy size số 2. Còn dưới trên đó thì lấy size 3 chị. Rồi chị Trang Thu mặc size 2 là vừa. Chị Trang Thu nha, tím 3 em chốt cho chị Nguyễn Thi. Ok chứ Nguyễn Thi. Chị Nhung Mai mặc size số 3 chị Nhung Mai. Rồi eo 74 vậy lấy size 2 được rồi chị. Rồi chị là tím 3 hết. Rồi chốt giúp em mã em đang mặc nha. Sơn thủy, sơn thủy em còn được 2, 3, 5, 6 nên giúp em mặc sơn thủy. Sơn thủy em còn được 2, 3, 5, 6. Nhiều khi muốn nói đẹp cho mấy chị nghe để mấy chị chốt mà nhiều khi nói nhiều quá cái nó bị quấy của mấy chị nên là không dám nói. Sơn thủy 6 cho chế Lâm Thí. Ok chế Lâm Thí. Dạ quần là giải thun lai dông chị Lê Thị Thấm. Em vẫn trung thành với thun lai dông từ xưa tới giờ. 56 năm nay vẫn là quần lai dông chị nghe. 1m57, 76 kiếm mặt xe số 6 vừa như chị An Vinh đâu. Sơn thủy 3 cho chị Nhung Mai. Ok chị Nhung Mai. Gọi lên em cái áo này là mã nhí xanh đi mấy chị. Nhí xanh em còn được 2. 2 mấy chị không? Hả? Nhí xanh 2 2, 5, 6 3 còn nữa thì chị. Còn còn cắt. Rồi 2, 3, 5, 6 2, 3, 5, 6 nhí xanh em đang mặc còn 2, 3, 5, 6. Dạ quần trắng em có. Chị Lâm Thúy quần trắng em có. Sơn thủy 3 mẫu. Sơn thủy 3 cái mẫu em. Chị Hương coi em quần trắng còn size mấy vậy chị Hương? Lên với em mã này mặc nhí xanh đi chị. Cái nhí xanh này mặc đẹp lắm này. Nhí xanh em còn được 2, 3, 5, 6 của chị Đinh Phượng là em quỷ liêm nha chị Đinh Phượng. Có nhí xanh lá đậm không sớt dạ không chị? Chị Lâm Thúy ơi chị có lấy quần trắng không? Em lấy cho chị luôn 70 ngàn một quần, quần ống rộng nha chết. Xe 6 là ống nó tầm khoảng 45, 46 hoặc 45 đổ lại thì chị có lấy không lấy em chốt cho quần ống rộng nha. Ok chị Lâm Thúy một cái quần trắng xe số 6. 70 hả chị? Ừ 70. Rồi em đang mặc mã này mã nhí xanh đi cả nhà. Nhí xanh em còn được quần ống rộng nha chị ơi. Quần ở bên em là quần ống rộng nha. Chị cân nặng chiều cao là bao nhiêu vậy chị Lâm Thúy? Chị Lâm Thúy ơi, chị Lâm Thúy cân nặng chiều cao bao nhiêu vậy? Hai quần đen ống rộng cho chị Trang Thu. Áo là giải thun lỗ, quần là thun lai dông. Nhí xanh 5 còn đúng không chị? Đó. Cho chị Nhung Phan. Chị Trang Thu ok chị. Rồi 1m6, 75 ký. Chị Trang Thu cũng hơi gọi hỏi đi. Dạ. Size 2 đi. Lên với em mã vàng đi cả nhà. Vàng. Vàng em còn được 3, 4, 5, 6 nè. Lên với em mã vàng. Lấy luôn cái vàng chị Lâm Thúy ơi. Cái vàng này đẹp. Đánh luôn. 1m57, 52 ký size 2 chị Thu Nguyễn. Size 2 quần trắng size số 2 còn không chị? Quần trắng size 2 hết chị nào vàng, vàng, vàng 6 cho chị Lâm Thúy. Đẹp lắm luôn. Yeah. Rồi vàng hiện tại em còn được 3, 4, 5. Cả nhà chốt giúp giùm em vàng à. Vàng yeah. Em còn được 3, 4, 5. 90.000 một áo. Quần trắng em hết size 2 chứ Natalie đổ rồi. Vàng 5 em chốt cho chị Ngọc Bích. Vàng hết 2 chị Trang Thu ơi. Vàng em còn được 3, 4, 5 chứ. Cái thích màu vàng chứ lấy cái này em coi còn hai. Cái này em còn size 2 nè. Lên giúp em mã nhí vàng. Nhí vàng. Dạ rồi ok chị Lan Thúy. Đi đơn luôn nè. 6. Nhí vàng em còn 2, 3, 5, 6. 3 còn đúng không chị Hương trắng? Không không, cái quần trắng nãy á. 3 còn đúng không? Còn. Rồi hai cái quần trắng size 3 cho chị Natalie đổ. Chị Châu Nguyễn ơi, chị chưa nhận thì chị chờ giúp em đi chị. Khi nào hàng tới dạ em không có. Khi nào hàng tới thì bưu tá họ sẽ liên hệ họ giao với mình nha. Còn đơn hàng bên em đã gọi rồi là đi rồi. Rồi cái quần này size 1 rồi chế ơi. Vậy là còn có cái quần trắng 3 hả chị Natalie đổ em lấy chị một cái quần trắng size 3 nha. Vàng 4 còn không chị? Vàng 4 cho chị Tuyết Mai. Chị Tuyết Anh mặc size số 3. Chị Tuyết Anh ơi. Chị Tuyết Anh mặc size số 3 giúp em nha. Rồi lên với em đang mặc là nhí vàng đi các chị. Chị mặc vừa size số 3 đó chị Diễm. Chị Diễm mặc vừa size số 3 đó. Nhí vàng em còn được 2 2, 3, 5, 6.
Ví vàng em đang mặc còn được 2, 3, 5, 6, 90 nghìn một áo. Quần em đang mặc là 75 ngàn một quần, còn quần màu là 70 ngàn nha. Hai áo trở lên các chị sẽ được miễn ship. Một áo một quần thì phí ship 25 ngàn trên đơn giúp em. Rồi cả nhà chốt em, mã em đang mặc là mã nhí vàng nha, nhí vàng. Ở bên em đã gọi chốt đơn cho các chị ok rồi, không có yêu cầu dồn gì hết, thì bên em sẽ đi đơn trong ngày hôm đó luôn. Còn cái thời gian đến sớm hay đến muộn thì nó sẽ phụ thuộc vào bên vận chuyển và bên giao hàng cả nhà nha. Tới thì bưu tá họ sẽ liên hệ họ giao cho mình. Chị Tiết Anh nhí vàng 3 cho chị Tiết Anh. Chị Tiết Anh A còng kèm số alo giúp em luôn chị Tiết Anh ơi, gọi lên giúp em nhí đỏ luôn các chị. 234 236. Nhí đỏ em còn được 2346. Nhí đỏ em còn được 2346, cái chị đẹp chốt trước giùm em ha. Nhí đỏ màu là em có nguyên bộ rồi chị ơi, nhưng mà còn có mấy bộ rồi. Màu nó sẽ là kiểu khác nữa. A còng kèm số giúp chị ơi. Nhí đỏ 3, chị Tiết Anh ơi, A còng kèm số alo giúp em ạ. 90 ngàn một áo, quần em đang mặc là 75 ngàn một quần. Lên giúp giùm em mã này nha mấy chị đẹp nha em ơi. Nhí đỏ 2 cho chị My My Nguyễn. Nhí đỏ 3 còn không? Còn, nhí đỏ chỉ hết 5. Lên với em nhí đỏ nha, nhí đỏ em còn được 2346. Nhí đỏ 2. Rồi lên giúp giùm em mã này nhí đỏ 3 cho chị Natalie Đỗ. Quần màu xanh lá em hết hàng rồi chị. Em có xanh lá đậm được không? Nhí đỏ 2 cho chị Trang Thu. Chị Tiết Anh vẫn chưa có số alo. Chị Tiết Anh ơi, A còng kèm số alo giúp em đi chị. Không có số alo là chị lên đơn không có thành công nha. Rồi lên giúp giùm em mã này nha mấy chị. Chốt em mã nhí đỏ. Rồi cái này các chị lên giúp giùm em ha. Cái này lên giúp giùm em là mã họa tiết rồi. 2, 3, 4, 5, 6. Họa tiết em còn được 2, 3, 4, 5, 6. Cái họa tiết với cái xanh lá nó khác nhau nha cả nhà. Chưa có số chị ơi. A còng kèm số nha chị. Chị muốn mua thì làm sao, mặc vừa thì chị cho cân nặng chiều cao chị, em tư vấn sai thì nó cũng ở tương đối thôi nha. Mình mua về mình mặc thử thì mình mới biết vừa hay không, chứ bây giờ biết sao mà vừa hay không vừa nha. Thì cho cân nặng chiều cao thì dựa theo cân nặng chiều cao để tư vấn sai. Dễ thun thì nó rất là dễ mặc rồi. Cho cân nặng chiều cao để tư vấn size, biết size rồi thì mình chọn mã đồ với lên size lên số alo rồi gửi tới mặc thử thì mới biết vừa hay không vừa, chứ bây giờ đâu có nói trước được cái gì đâu. A còng kèm số chị Tiết Anh ơi. Giải thun lỗ, quần là thun lai dông. Họa tiết 5 với 6 em chốt cho chị Hương Quê. Bộ mét 6, 5, 8 với size 3 nha chị Thiên Diệp. Mặc size số 3. Mình có lớn tuổi không? U60 đổ lên thì lấy size số 4, dưới U60 thì chốt size số 3 giùm em. Rồi chị Tiết Anh không có lên số alo là sẽ không có hàng đâu nha cháy. 2-3 ngày sau là không có lên, hỏi sao chị chốt hàng mà không gọi chốt đơn nha. Tại vì không có số alo để chốt đơn. Xanh lá 1 năm cho bé gạo. Em đang mặc là mã họa tiết nha cả nhà. Em đang mặc là mã họa tiết, cái chị lên giúp em là họa tiết à. Lập thể hồng xe số 2, dồn đơn chung với chị Trần Tuyết Sương à. Em không biết là đơn của chị Trần Tuyết Sương còn không nha chị Trang Dung ơi. Khi nào bên em gọi thì chị có gì chị nói với mấy bạn chốt đơn ha. Nhí đỏ 3 em chốt cho chế Thiên Diệp. Em thấy số alo của chế Tiết Anh, em cảm ơn chị. Chị Mai Nguyễn ơi, bây giờ em mới thấy chị, hồi nãy giờ là bị ẩn đó chị. Em thấy số alo của chế Thiên Diệp luôn ạ. Rồi em đang mặc mã này, cái chị lên giúp em là mã họa tiết cho mấy chị. Họa tiết lên giúp em mã này là mã tím môn nha cả nhà, tím môn. Quần khi nào mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn chị nói mấy bạn lấy cho chị ở trên live chốt áo thôi nha. Quần đen khi nào mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn các chị cứ nói với mấy bạn chốt đơn lấy. Rồi em lên lại họa tiết cho các chị nè.
Em đang mặc cái này là lên giúp em là mã tím môn đi cả nhà, tím môn. Em lên lại họa tiết cho mấy chị nha. Cái da này đẹp nè mấy chị. Tím môn em đang mặc cũng đẹp nữa. Cái này là bông mới về không. Em đang mặc là tím môn. Họa tiết kèm size giúp em đi chị Diễm. Hồi nãy em tư vấn cho chị là size nào, chị nhớ kèm cái size ở phía sau giùm em nha. Em đang mặc là mã tím môn. Cái này cả nhà lên giúp giùm em là mã da. Em đứng gần cho cái chị nhìn cái họa tiết cho nó dễ nè. Da giờ còn là 2. Cái chị muốn em mặc lại cái bông nào thì nói em mặc lại cho cái chị xem, còn không thì em sẽ dơ họa tiết. Em nó có tới mười mấy, 20 cái họa tiết rồi. Mua 40 áo rồi, cái nào cũng đẹp. Em cảm ơn chị tiền. Đẹp mà mặc ra được được người ta khen nữa. Đó là khen không à. Mà tiết C3 cho chị Diễm. Chị dạ Diễm rồi. Ơi, A cầm kèm số alo giúp em luôn nha chị Diễm. Lên với em mã này là mã da đi cả nhà. Chúc em mã da. Vải thì không cần phải lo đâu các chị đẹp nhà em ơi. Nói chung là vải thun lỗ là nó đẹp rồi nha. Rồi, cái này cả nhà lên giúp giùm em là mã đẹp. Lên với em mã này là mã đẹp nè. Cái họa tiết. Họa tiết ở ngoài các chị nhìn nó sẽ đẹp hơn ở trên live. Lên giúp giùm em mã này là mã đẹp. Chốt em mã đẹp à. Đẹp kèm size giúp em luôn các chị. Lên với em mã đẹp. Rồi cái đẹp với cái tím là nó sẽ cùng một họa tiết, nó chỉ khác nhau về cái màu thôi nha cả nhà. Rồi em thấy số alo của chị Diễm. Rồi lên giúp em mã này là mã tím. Em giơ từ từ cho các chị nhìn cho nó dễ nha. Rồi lên giúp em mã này là mã tím nha cả nhà. Mã tím, tím đẹp quá. Lên với em mã tím. Màu này lên giúp em là màu dưa cải. Lên giúp em mã dưa cải. 90 ngàn một áo chị. Hai áo làm được quyển ship nha. Lên giúp giùm em mã này nha các chị. Lên với em màu này là màu dưa cải nha. Lên với em mã dưa cải. Chị Mai Nguyễn ơi bị ẩn bình luận rồi chứ ơi. Chị Tiết Anh mã tím 3. Tím 3 hết rồi chị Tiết Anh ơi. Em chỉ còn cái tím môn em đang mặc là còn size 3 thôi. Còn mã tím hết chân size 3 rồi. Chị lấy qua mã đẹp được không? Chị lấy qua mã đẹp được không chị? Rồi lên giúp giùm em. Rồi cái áo mã nhí đỏ chờ tí xíu thì chị em mặc lại. Lên giúp em màu này là màu dưa cải nha. Lên giúp em mã dưa cải. Dưa cải kèm size giúp em. 90 ngàn một áo. Chốt giúp giùm em mã này. Sơn thủy. Lên giúp em sơn thủy da 2 cho chị Mimi Nguyễn. Nhiều khi muốn khen mà không dám khen á mấy chị. Khen cái bị quét mấy chế. Thấy số alo của chế Mai nè. Giờ đặt được rồi đó chế Mai. Khi mà em bấm điêu cho chị là em nghĩ là chị đặt được đó. Bây giờ chị chờ chị đặt lại mã đồ với kèm theo cái size giùm em đi chứ. Lên với em mã này là mã sơn thủy nha cả nhà ơi. Là cái sơn thủy em gọi nó là sơn thủy thôi chứ cái màu nó như rau câu vậy đó mấy chị đẹp nha. Lên với em mã sơn thủy nha, sơn thủy. Bây giờ lên mã rau câu thì nó kỳ quá. Nó đẹp. À, cái đẹp nè, cái cam này đẹp nè, chị nào mà thích mặc áo bà ba mà màu nổi nổi tí xíu là lấy cái cam này. Cái cam này về là mặc đi cà phê liền nha chế tiền. Mặc đi cà phê liền luôn nha. Cái cam này đẹp lắm luôn. Lên với em mã cam nha cả nhà ơi. Chốt em mã cam. Cam kèm size giúp em luôn cả nhà. Chốt em mã cam. Rồi cái này lên giúp em là lập thể hồng. Lập thể hồng. Mẫu trẻ trẻ là trẻ làm sao chị ơi. Bà ba là mà chị đã chấp nhận chị mặc bà ba rồi. Thì chị muốn trẻ thì tùy theo cái bông chị thích thì chị mặc thôi. Nha. Chốt rồi nha chị Tiết Anh. Chốt rồi, bây giờ lên chốt được hai áo rồi đó chị. Rồi lên giúp giùm em mã này là lập thể hồng đi mấy chị. Lập thể hồng. Đã chấp nhận mặc mặc bà ba rồi thì đừng có sợ già mấy chị. Bông nào mặc đó thì ha. Tại mình mặc vô là mình nhìn mình nó sẽ chỉnh chu hơn nha. Nó sẽ chỉnh chu hơn chứ không phải mặc như những cái bộ đồ lẻ mà nhìn xì tin đồ này kia. Tại vì khi mà cái chị mặc cái bộ bà ba lên là nhìn cái chị dáng nó phải chuẩn hơn người mình. Nó chịu phải chuẩn lại nha. Nghe chế, ta nói vừa đẹp, vừa y luôn. Em cảm ơn chế Ngọc Lê. Xe số 2 chị Quốc Thái. Xe số 2 như chị Quốc Thái ơi. Rồi lên giúp giùm em mã này đi. Cái chị xanh lên với em cái này là xanh lá. Xanh lá. Còn mình còn trẻ thì mình lựa những cái màu tươi tươi nổi nổi tí xíu mình mặc. Rồi mình phối quần màu vô thì nhìn nó trẻ ra thôi. Nha. Em là cũng u 30 mấy rồi mấy chị. Em về quê thì em cũng mặc áo bà ba với quần đen bình thường thôi. Còn mấy chị thích mặc với quần màu thì mấy chị phối với quần màu. Tại vì cái chị đã mặc bà ba rồi thì kêu trẻ nữa thì không thể nào mà nó trẻ được nữa chứ. Xanh lá ba cho chị Tiết Anh.
Đúng rồi, cái xanh lá này đẹp lắm nè chị Tiết Anh. Xanh lá này đẹp. Họa tiết trẻ thì lựa đi chị. Mình lựa đi. Họa tiết thì không có phân biệt, là nhiều khi người ta lớn tuổi nhưng mà người ta thích cái màu nổi, màu trẻ. Nếu người ta thích màu nổi, còn có những chị thích tùy theo cái đó là cái gu của mình nha, cái đó là gu hàng bông á. Là tại sao mà em thích bán hàng bông là gì? Rất là dễ lựa chọn. Tại vì bông là nó lên nhiều kiểu, dễ lựa chọn. Chị Tiền Nguyễn năm U53 hả? Tím môn 2 cho chị Cơ Khí Quốc Thái. Chị đã chấp nhận mặc áo bà ba bông rồi thì cái bông nào thích thì chị chốt thôi chị. Cứ kêu em tư vấn cho chị trẻ hay già là em không có tư vấn được. Vậy là cái đó là tùy theo cái cách nhìn của mấy chị thôi. 55kg cho em chiều cao nha chị Quốc Thịnh ơi. 87kg cho em chiều cao luôn nha chị. Dạ hai bé rồi. Alo. Dạ 90.000 một áo nha chị ơi. Áo chị em bận là 90 nha. Giờ chị muốn mua gì vậy chị? Mặc lại giùm chị. Đợi tí xíu chị ơi. Bây giờ chị mua ở đâu á, chị cho cái trang chị mua đi. Tại vì em chỉ bán trực tiếp trên live thôi nha, em không có nhận qua điện thoại. Dạ. Rồi chị thông cảm đi, tại vì em chỉ chốt ở trên live thôi chị. Chốt qua điện thoại nhiều khi không có đúng mẫu á, tại vì mẫu em bán nhiều lắm. Em đang live đó chị. Em đang live đó. Dạ đúng rồi. Dạ. Lập thể 2 em chốt cho chế Mimi Nguyễn. Ok, chế Mimi Nguyễn. Quần giải phun lai dông chị Cẩm Nhung. Dạ 90 ngàn. Chưa có like được luôn chị Dép Da Kim Phúc ơi. 1m50 nặng 55kg size 3 chế Quốc Thịnh. Mặc size số 3. Dạ đơn hôm qua chị còn dặn mấy bạn giữ đơn lại đúng không chị Cơ Khí Quốc Thái? Còn giữ đơn lại thì em dồn cho chị được nha. Quần phải gì? Dạ quần em chờ mấy liêu rồi. Nhiều lắm. Miễn xếp đi em ơi. Miễn xếp đi chị đi. Trời nó chậm. Lên giúp giùm em mã này nha cả nhà. Lên giúp em mã này là mã bông trắng nha cả nhà ơi, bông trắng. Rồi cái này cái chị lên giúp giùm em là hồng đào. Hồng đào. Bộ em đang mặc chị thi cho chị Thâu Nguyễn. Chị cho giúp em cân nặng chiều cao của chị đi. Cái áo em đang mặc là mã tím môn. Em đang mặc cái này là em đang cầm nó là hồng đào. Cái này cũng đẹp nữa nè mấy chị. Nó hồng hơi cam cam. Bông trắng 1 năm cho bé gạo. Có đơn nha. Đây cả nhà. Cái áo này đẹp lắm nè. Đồ là mấy chị đừng có kêu tư vấn, mấy chị khó lắm. Mấy chị thích thì mấy chị mặc thôi, đúng cái gu của mình thì mấy chị mặc thôi. Mấy chị kêu mà tư vấn nó cũng khó lắm mấy chị. Ví dụ như cái nào, ví dụ như em á, nằm ở cái tuổi 37-38 á, thì nhiều khi cái gu nó cũng thay đổi theo một năm nữa. Ví dụ năm trước có thể là em thích màu nó nổi, năm sau em thích cái màu nó đen, nó thay đổi theo, nhiều khi nó thay đổi tháng này với tháng trước là nó đã thay đổi rồi. Nên là về thời trang là các chị phải chốt theo cái gu của mình, chứ không có phải cái gu của người ta nha. Không phải gu của người ta, nên là mình thích thì mình mặc, mình mới tự tin mình mặc được mấy chị. Chứ mình mặc theo người ta thì nó khó lắm. Ví dụ như cái chị thích mà về, ví dụ mặc cái bà hàng xóm, bà không thích. Bà không thích đúng, không đúng gu của bà là bà sẽ chê. Đúng không? Nhưng mà tiền mình bỏ ra mà mình lại là theo cái ý của người ta là sao được. Đó. Nhưng mà bà ba là dễ mặc nhất rồi. Bà ba thì cái chị cứ mặc đi, bà ba khách nhà em mặc là đa phần là được khen chứ không có ai chê chứ. Lên giúp em mã này là mã ngọc nha cả nhà, mã ngọc. Tiếng hôm năm em chốt cho chị Nguyễn Thắng. Chị Nguyễn Thắng. Ok, chế Nguyễn Thắng nè. Có lên đồ bộ không em, một tí xíu lên nha chị ơi. Chị mặc size số 3 nha chị Thâu Nguyễn ơi. Cho cân nặng chiều cao em tư vấn size xong rồi mình lên mã đồ, mình kèm size theo mình chốt chị. Dạ áo 90 Ngọc 2 em chốt cho chị Mimi Nguyễn. 85kg cho em chiều cao đi chị Như Thảo. 85kg cho em chiều cao. Chị Thâu Nguyễn là mặc size số 3 nha. Chị muốn lấy thì chị lên tiếng hôm 3. Alo dạ Dũ nha. Chị ơi em chỉ nhận đơn trực tiếp trên live stream thôi, còn chị không coi được live stream, chị đặt qua điện thoại gì là em không có nhận chị nha.
em đang bận là mã tím môn. Chị nào lấy thì lên giúp em tím môn kèm theo cái size, em tư vấn size cái chị biết rồi đó. Cái chị lên giùm em nha. Chị Như Thảo 1m65 nặng 65 kg, eo chị cho em xin thêm cái eo với cái kích ngực của chị được không chị Như Thảo? Tại chị cao tới 1m65. Chị có thể cho em xin cái kích ngực và cái eo chính xác của chị nha. Mặc size số 3, chị Hạt Nắng. Cái eo chị nhỏ nhưng mà cái ngực của chị tới 90 lận, chị phải mặc size số 3 mới vừa nha. Ví dụ như á, về eo mặc vừa, tại vì cái eo em đọc cái eo 80 á là nó co giãn tối đa đó mấy chị. Còn bình thường mấy chị mặc nó đã vừa cái ngực, nó vừa cái form chị thì nó không cần phải có cái độ giãn nữa nha. Còn ví dụ như em đọc ví dụ như size 3 là eo 80 đổ lại thì cái độ giãn tối đa của nó tới đó, đó. Thì size 4 của nó cũng là eo tầm khoảng 80 đến 85, 86 em ví dụ vậy đó. Nên là các chị đẹp nhà em đừng có phụ thuộc vào cái eo, cho giúp em cân nặng và chiều cao đi rồi em tư vấn size nha. Chứ Thâu Nguyễn là khách cũ hả? Có số alo rồi nè. Mã cam kèm size giúp em đi chị Hạt Nắng. Kèm size mới được em chị ơi. Chị Nhung Tuyết là gọn người thì lấy size số 2 nha. Eo 75, 76 đổ lại thì lấy size số 2. Chị Thâu Nguyễn chốt mã gì lên lại giùm em đi chị. Lên lại giùm em cái mã đồ kèm theo cái size trên cùng một bình luận. 1m6, 70kg mặc size số 5 nha chị Bông Văn ơi. Rồi lên giúp em mã này là mã Ngọc. 90 ngàn một áo, cái này là nhí vàng, nhí đỏ là cái này nè bé. 90 ngàn một áo, quần là 75 ngàn một quần. Lên giúp em mã này là mã nhí đỏ. Lên giúp em mã này là mã nhí đỏ nha mấy chị ơi, nhí đỏ 90 ngàn một áo nha mấy chị đẹp ơi. Đây chị, cái nhí đỏ nè, nhìn giúp em nha. Nhí đỏ. Rồi cái này là nhí vàng. Các chị biết size, có cái mã đồ rồi thì lên cái mã đồ kèm cái size giúp em đi mấy chị. Em muốn như vậy để làm sao? Để hàng gửi tới, ví dụ như nó có lộn, có gì em biết đường em kiểm tra là cái thứ nhất. Cái thứ hai, ở đây mấy bạn nhà em đã trực tiếp nhìn vô cái bill, thấy cái mã đồ, thấy cái size, bỏ vô đúng cho mấy chị ha. Nó sẽ hạn chế được cái vấn đề mà gửi lộn size, lộn mẫu cho mấy chị. Nên là tại sao mà em cứ yêu cầu là lên giùm em cái mã đồ và kèm theo cái size trên cùng một bình luận, nó là như vậy đó. 1m663 ký size 4 nha chị Thọ Nguyễn, là size số 4. Size nhỏ. Ủa hả? Đã nghe chị nào hỏi hai bộ size 3 có không? Có nhưng nhưng mà chị không biết còn. Đơn của ai? Đơn khách mới hả? Đừng có chốt bộ em đang mặc chị Thu Nguyễn, em đã nói rồi, cái áo em đang mặc là mã tím môn nha. Rồi còn quần khi nào các bạn nhà em gọi điện chốt đơn thì nói với bạn nhà em lấy. Hồi nãy em tư vấn cho chị là size số mấy thì bây giờ bình luận giùm em tiếng môn, gắn cái số vô giùm em là được. Nó chỉ đơn giản vậy thôi đó mấy chị, chỉ viết có 3 từ là nó xong rồi. Đừng có chốt bộ em đang mặc. Lỡ em gửi tới cho mấy chị nói lộn, em không biết cái bộ em đang mặc lúc đó là cái bộ gì để mà kiểm tra cho mấy chị nữa. Nha, lên giùm em cái mã đồ với chị nào lấy cái bộ em đang mặc thì bình luận giùm em tiếng môn kèm theo size. Bình luận giống như chị Kiều Thư vậy là tiếng ok. Tiếng môn 2 em chốt cho chị Kiều Thư, tiếng môn 2 em chốt cho chị Tiền Nguyễn. Đó, mấy chị đơn giản vậy thôi đó mấy chị, mà mấy chị cứ ghi chi cho nó dài dòng lu bu vậy. Mà nó khó kiểm soát đơn hàng nữa. Lên giúp em mã này là mã nhí vàng nha, cả nhà nhí vàng. Rồi mã này cả nhà lên giúp giùm em. Lên với em mã này là mã nhí xanh. Lên với em nhí xanh nha, nhí xanh. Chốt em nhí xanh à. Rồi mã này lên giúp em là mã vàng à. Chốt em mã vàng. Chốt em mã vàng, vàng em còn được 3-4-5 hả chị? Vàng em còn được 3-4-5 cái chị. Rồi cái áo này lên giúp em là xanh mạ đi cái chị, xanh mạ. Xanh mạ em còn 2-3-4-5. 6 còn không chị? Xanh mạ em còn 2-3-4-5-6. Xanh mạ em còn 2-3-4-5-6. Rồi cái này cái chị lên giúp giùm em là mã sơn thủy. Sơn thủy em còn được 2-3-5-6. 2-3-5-6 cho mã sơn thủy. Rồi cái này họa tiết. Họa tiết em còn được 2-3-4-6. Hết 5 đúng không chị? Rồi 2-3-4-5-6 luôn. Họa tiết em còn 2-3-4-5-6 luôn. Họa tiết 2 cho bé gạo. Rồi chị nào không có lên đúng cái cú pháp là em không có nhận đơn ha. Rồi em qua mẫu nha mấy chị, cho em cái bộ màu cổ nữ hoàng nó xuống đi chị. Sơn chị.
Da 2 em chốt cho chị Kiều Thư. Tím môn 3 cho chị Thô Thâu Nguyễn. Rồi, em lên cho các chị bộ này nha. Bộ này giá 140.000 một bộ. Rồi, hai bộ trở lên các chị vẫn được miễn ship, hoặc là một bộ này với một cái áo bà ba thì các chị đẹp nhà em vẫn được miễn ship nha. Nói chung hàng không có sale thì từ hai sản phẩm trở lên thì các chị sẽ được miễn ship. Rồi, bộ này nó là quần ống suông nha cả nhà, quần ống suông bộ cổ nữ hoàng. Bộ này các chị có thể mặc ở nhà nha, mặc đi chợ, đám đi tiệc hoặc là các chị đi lễ đi chùa vẫn ok. Rồi, lên giúp em màu này là màu nho. Lên giúp em màu này là màu nho nha mấy chị, chất liệu vải thun lai dông. Các chị nhớ giúp em nó là quần ống suông. Quần này các chị có thể tách ra, các chị mặc chiếc áo là ba hồi nãy cũng ok nha. Cái form quần này các chị có thể tách ra quần màu á. Về các chị thấy cái bông nào mà hợp hợp đó các chị tách ra, các chị mặc chung cũng ok luôn. Rồi, lên giúp giùm em màu này cả nhà, lên giúp giùm em là màu nho. Nho kèm size giúp em luôn đi cả nhà. Nho em còn được 1, 3, 4, 5. Các chị đẹp chốt giúp giùm em là mã nho. Chị đang bận bộ màu nâu nè. Đang bận bộ màu nâu nè. Em cảm ơn chế tiền Kiều Thư là đi đơn. Ok, đơn của chế Kiều Thư okay, em đi đơn. Rồi, màu em đang mặc các chị lên giúp em là màu nho nha. Màu nho 140.000 một bộ. Hai bộ trở lên các chị đẹp nhà em vẫn được miễn ship nha. Rồi, màu này lên giúp giùm em là màu ngói thì cả nhà. Ngói em còn được 1, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Ngói em còn được 2, 3, 4, 5. Các chị đẹp chốt giúp em là màu nóng. Rồi, màu này lên giúp em màu tím Huế. Tím Huế còn 5, 6. Tím Huế em còn được size 4, size 5 và size 6. 140.000 một bộ, chị 3 bộ trở lên, 2 bộ trở lên các chị sẽ được miễn ship. Nho 3 cho chị Natalie Đỗ. Dạ rồi ạ. Rồi, màu này cả nhà lên giúp em là màu xanh riêu. Ngói 2, 3 em chốt cho chị Hương Quê. 140. Lên giúp em màu xanh, xanh lá chứ, màu xanh lá. Xanh lá 2, 3, 4, 5, 6. Xanh lá em còn 3, 4, 5, 6. Xanh lá em còn được 3, 4, 5, 6. Cái này là xanh lá đậm đó mấy chị. Xanh lá đậm em còn được 3, 4, 5, 6. Các chị đẹp chốt giúp em ha. Rồi, màu nâu. Chốt em mã nâu. Nâu em còn được 3, 4, 5, 6 luôn. Lên với em mã nâu. Nâu còn 3, 4, 5, 6 luôn. Rồi, màu đen. Đen em còn 3 với 6. Đen em còn 3 với 6. Các chị đẹp chốt em mã đen. Đen em còn được 3 với 6. Rồi, màu này lên giúp em là màu xanh đen. Xanh đen là còn 5, 6. Xanh đen em còn được size 5 với size 6. Dạ, rồi, lên giúp em mã xanh đen. 140. Hai bộ trở lên các chị đẹp nhà em sẽ được miễn ship luôn. Bộ cổ nữ hoàng quần ống suông giúp em nha cả nhà, rất là đẹp luôn. Cho chị đen. Đen kèm size giúp em đi chứ Nga Nguyễn. Chị em còn 3 với 6 đó chứ, lấy size nào em lấy cho. Em còn được size 3 với size 6 nha chị đẹp ơi. Rồi, lên giúp giùm em màu em đang mặc là màu nho đi mấy chị. Lên lại bảng màu cho mấy chị đẹp nhà em nha. Chị muốn em mặc lại màu nào thì nói em mặc lại. Rồi, chị Nga Nguyễn là đen 3. Dạ rồi, ok ạ. Dạ. 3. Rồi, đen là hết đen 3 nha, em còn đen 6. Còn đen 6 mấy chị. Xanh đen đi mấy chị, xanh đen em còn được size 5 với size 6. Xanh đen em còn được size 5 với size 6. Màu nho size số 3 cho chiếc Nga luôn. Rồi. Hai bộ miễn ship nha cả nhà. Đỡ cái này. Dạ thấy chị hai phơi phới. Dạ thấy chị hai phơi phới rồi. Mặc cái đậm dạ, mặc lắm luôn. Lắm luôn. Giờ nó không được. Chị Trần Giác ơi, chị Trần Giác lấy màu tím Huế hả chị? Chị lấy màu tím Huế size số 3 hay là màu tím nào dạ? Chị lấy tím Huế là cái mẫu em đang mặc đúng không? Mẫu em đang mặc hết tím Huế 3 rồi. 144 nha mấy chị ơi. Em còn 456 à. Ngói 23 cho chị Hương Quê. Dạ, xanh rồi. Đen là em còn được 5 với 6 nè. Đen là em còn được size 6 không à. Chị lấy áo mã tím là áo tím 3 em hết luôn rồi. Tím môn thì em còn toàn mã tím không là em hết. Lên với em màu xanh đen như mấy ủa quên màu đen như mấy chị, đen em còn size số 6 không à. Thấy người tươi. Còn mập thì lúc nào cũng mập rồi. Áo áo. Ủa chị lấy áo chị ơi. Áo tím ba hết rồi. Bao hết rồi. Làm hết rồi chị ơi. Của chị Nga hả? Của chị Nga màu nho. Cái đó là xong hết rồi. Màu nho với màu đen xe số 3. Màu nho hương phái lắm à. Hương phái màu nho hơn.
khoái thì sao màu vàng. Chớ em màu nâu, nâu em còn được 3, 4, 5, 6. Dạ 140.000 một bộ nha chị. Nâu em còn được 3, 4, 5, 6. Cái chị đẹp chốt em mã nâu đi, cái chị mã nâu. Nâu em còn được 3, 4, 5, 6. Cái chị đẹp chốt em mã nâu. Rồi màu này lên giúp em màu xanh lá đậm nha. Xanh lá đậm em còn được 3, 4, 5, 6 luôn. Đúng không chứ Hương? Xanh lá đậm em còn được 3, 4, 5, 6 luôn. Lên giúp em xanh lá đậm. Rồi màu này cả nhà lên giúp giùm em là màu tím Huế. Lấy cho chị màu nho, nho 6 còn không chứ Hương? Xe 6 còn màu gì chị? Xe 6 còn xanh lá, xanh đen, tím Huế, nâu. Chị Thanh Thúy ơi, nho em hết 6 rồi, nâu 5 cho chị Ngọc Bích nè. Dạ rồi ạ. Chị Thanh Thúy ơi, xe số 6 là em còn màu xanh đen, màu xanh lá đậm, màu tím Huế em đang cầm với màu nâu em đang mặc à chị. Còn được 4 màu. Chị lấy qua màu và màu khác được không? Màu tím Huế, màu nâu hoặc là màu xanh đen, màu xanh lá đậm. Xanh lá đậm cũng đẹp đó chị. Tím Huế nha, cái chị tím Huế em còn được 4, 5, 6. Chị lấy và tím Huế nói. Đẹp lắm nè chị. Nâu mặt sang lắm, dạ đúng rồi. Ngói em còn được 2, 3, 4, 5. Ngói em còn được 2, 3, 4, 5. Cái chị đẹp chốt em ha. Em đang mặc cái này tới xe số 3 là hết chị. Mà lên vẫn đẹp nha chị luôn. Lên vẫn đẹp luôn. Rồi chốt giúp em. Bảy cái bọc. Lấy màu nâu cũng đẹp đó chị, màu nâu. Còn chị thích tối tối hơn thì lấy xanh đen. Tối tối hơn thì lấy xanh đen cũng đẹp. Nâu 2 cho bé gạo. Ok bé gạo. Rồi vậy chiều nay like tới đây thôi ha cả nhà ơi. Có gì tối em like tiếp nha. Rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Các chị có đơn nhớ để ý alo giùm em nha cả nhà. Nhớ để ý alo. Xanh đen 6 cho chị Thanh Thúy. Ok chị Thanh Thúy. Lấy thêm bộ nào nữa không chị Thanh Thúy ơi? Đến Quế đi chị. Hai sản phẩm không có sale là sẽ được miễn ship. Chị đẹp nhà em chốt đi. Còn không thì tối chị lên chị lựa thêm nha. Không thì tối lên lựa thêm nha chị đẹp ơi. Rồi em offline ở đây nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye các chị đẹp. Mua bên em nhiều lắm, đồ đẹp lắm. Em cảm ơn chế Nga ạ. Đơn của chị Ngọc Bích chưa có soạn ra xong chị ơi. Dự vụ của chị Ngọc Bích 474 em soạn, 747 em soạn ra luôn. Nguyên em gọi cho chị luôn. Không gọi, gọi luôn, gọi lấy cho chị. Rồi để em gọi liền nha chị Ngọc Bích. Rồi cảm ơn cả nhà mình nha cả nhà ơi. Hẹn gặp lại cả nhà vào buổi live tối nay. Bye bye các chị.